Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Máy này nó đến từ thương hiệu của Austin và nó có cái tên riêng là FR2601 các bạn. Đời 4 số ha. Cái tem ở đây nó có hơi bị chảy xước tí xíu mà không nhầm gì. Chất lượng cái máy thì rất là cao luôn. Đây các bạn quan sát xem ha. Nó mang một cái nòng là 34 ly nha. Và nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực, kéo nhẹ nhẹ chơi là nổ rồi các bạn. Đấy. Chụp giật trợ lực cái kiểu này là giật rất là sướng các bạn. Các bạn lỡ buông tay xuống nó cũng nổ ha. Các bạn kéo thẳng luôn cũng nổ luôn. Đó, chụp giật trợ lực của Austin này rất là đã luôn. Nó mang một cái chế quả khí da bơm hai kim nha, xịn sò. Để các bạn nhìn xem bơm hai kim, kim đen đấy, là đã. Cái tốc độ thấp đây ha, cái này kim chỉnh tốc độ thấp và cái này chỉnh tốc độ cao ha. Cái chỉnh tốc độ cao để chỉnh tốc độ cao, cái tốc độ thấp để chỉnh tốc độ thấp các bạn. Đấy, nó vậy đó. Và ở đây có một cây ganti nó hỗ trợ đây. Kim này kim ganti ha. Khi máy mình đã chỉnh đâu đó ổn định hết mà nó còn hơi lớn hơi nhỏ tí thì chỉnh cây này nha các bạn. Đây. Và cây này cây tốc độ cao, cây này cây tốc độ thấp ha. Kim đen rất là đẹp. Và kế tiếp nữa đây mình cho các bạn xem tổng bộ ha. Đấy. Rất là đẹp ha. Tiêu rất là đẹp luôn. Đây, cái tay ghi đông của nó cũng độc đáo ha. Đây. Tay này rất nhẹ lái nha các bạn, lái rất là nhẹ luôn. Tại vì nó uốn cong lên đây ha, nó đưa ra ngoài này hơi xa tí và nó đưa lên cao tí cho mình đựng mỏi tay ha. Đấy. Và ở đây nó có cái ga ha. Ga này rất hữu hiệu nha, muộn nó đưa nó đặt vị trí ngay cái ngón chân tay cái của mình nè, cho nên mình lên rất là thuận tiện ha. Đây, và ở đây cái công tắc on off, stop start nè, kéo xuống là on nha, đây là off, kéo xuống là on nha. Đấy, rất là đỉnh đạt luôn, quá đẹp. FS2601. Đây, cái thằng này nó có cái cùi rất là độc đáo nha. Cùi này có là quẹt nước mắt luôn ha. Vừa có chén trong ha, vừa có chén úp ngược. Từ dưới úp lên ha, đầy kính hết. Kính mít hết các bạn. Đây, ở dưới có chống mài mòn, nguyên khối nữa. Cùi này là cỏ quẹt nước mắt nha. Cả cửa nào mà lọt vô được hết. Đây, tổng thể cái máy này. Đây, tay lái rất độc đáo nha. Không có đụng hàng. Tay lái này không đụng hàng luôn. Nguyên bản đó đó các bạn. Zin của nó vậy đó ha. Rồi, để mình nổ thử cho các bạn xem. Rồi, mình nổ ra ti rồi chạy ra lớn cho các bạn xem ha. Mình quên ở đây là cái này nắp xăng nó kính nha các bạn. Xăng kính. Xăng kính. Đây, nắp xăng kính có gòn đẹp rất ngon ha. Đấy. Và ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng, không có nhớt các bạn. Đây, tỷ lệ mình khuyến cáo các bạn là thấp nhất là 50cc nhớt trên 1 lít xăng nha. Các bạn có thể pha 60-70 cũng tùy theo máy mình hoạt động ha. Nhớt điểu thì mình pha nhiều một chút thì nó cũng máy mình cũng không hề gì. Nếu mà nhớt điểu mà các bạn pha ít một tí xíu ha, 30cc là kể như máy bạn đi coi luôn ha. Cho nên mình pha 50cc để mình trừ cái nhớt điểu nha. Khi mà các bạn gặp nhớt điểu là cái máy bạn mỗi ngày mỗi nặng giật, các bạn cắt từ từ mỗi ngày nó nặng giật thêm đó là các bạn sẽ dùng nhớt điểu rồi nha. Còn nếu các bạn dùng nhớt xịn thì cái máy nó vẫn nhẹ giật bình thường hoài, nó không có nặng. Rồi, mình nổ ha.
Đây, này đụng đụng chơi là nổ rồi bạn. Đấy, đụng chơi là vậy là nó còn dư lực nữa ha. Nhẹ hơn chút xíu nữa nó cũng nổ các bạn. Các bạn có thể không có buông dây ha, các bạn nắm luôn nè, nổ bình thường. Còn mình muốn biểu diễn chơi thì mình buông dây thôi. Biểu diễn chơi thì mình buông dây. Lớn nha, này kinh hoàng lắm, 34 ly nha, 26 cc. Tiền đó đẩy thấy ghê hồn không. Trên luôn ha, không có phát ra tiếng kêu luôn. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Austin FS2601 các bạn. Đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.